Người đàn ông dùng thuốc ngủ để cướp xe máy bị bắt, Huân bỏ thuốc an thần vào ly nước cho nạn nhân uống, ngủ say rồi lấy tài sản tẩu thoát. Ngày mùng 7 tháng 3, công an thành phố Tân An, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Huân, 46 tuổi, ngụ huyện Châu Thành về tội cướp tài sản. Trước khi bị khởi tố, Huân có làm quen với một thanh niên quê Sóc Trăng và tính chuyện làm ăn. Ngày 26 tháng 1, Huân rủ nam thanh niên lên Long An bàn chuyện công việc. Trong lúc uống nước tại khu vực bến xe Long An, do nam thanh niên mất cảnh giác, Huân đã bỏ hai viên thuốc ngủ vào ly nước. Khi nam thanh niên uống và ngủ say trên võng, Huân lục túi sách người này lấy đi một điện thoại di động, 25 triệu đồng, xe máy cùng một số giấy tờ tùy thân rồi tẩu thoát. Sau khi phát hiện mất tài sản, nam thanh niên trên đã đến công an thành phố Tân An trình báo. Tối mùng 2 tháng 3, cơ quan điều tra phát hiện Huân tạm trú tại nhà trọ ở phường 5, thành phố Tân An nên ập vào bắt giữ. Tại đây, Huân thừa nhận hành vi phạm tội. Huân khai hai tuần trước đó cũng thực hiện lừa một nạn nhân khác bằng thủ đoạn tương tự tại thị trấn Bến Lức. Khám xét nơi ở của người này, công an thu giữ 18 viên nén nghi là thuốc ngủ, điện thoại di động, hai xe máy có một xe máy của nạn nhân quê Sóc Trăng.